Tân nó ăn như cái hạm đội vậy đó kìa. Ừ, tân bào mà, tân mốc mà. Ô mẹ cuộc bạc nó cả. Ô mẹ cuộc bạc nó cả. Xin chào cả nhà nha. Thì giờ đây cả nhà thấy Quy cầm máy quay là cả nhà biết tới công chuyện nữa cả nhà. Đó, thì hôm nay là Quy tranh thủ vô nhà của anh Trường sớm á cả nhà để Quy thực hiện một cái màn troll. Đó thì clip anh em làm cũng được mới được 2 clip thôi cả nhà. Thì cũng về ẩm thực nhưng mà hôm nay thì Quy muốn thay đổi một chút cái không khí cho cái tem nó giống như là sôi nổi rồi giống như là tạo cái tiếng cười cho cả nhà nhiều hơn đó. Thì hôm nay Quy tranh thủ vô đây sớm nha cả nhà để Quy giống như là bày mưu tính kế để thực hiện cái màn troll. Quy sẽ chuẩn bị có một màn troll tân mốc. Đó, Quy troll tân mốc nha cả nhà. Thì bây giờ là tân chưa vô đâu cả nhà. Thì chừng nào Quy điện á tân mới chạy vô nha. Thì bây giờ á Quy để thực hiện được cái màn troll tân á cả nhà thì Quy sẽ giống như là phối hợp với anh Trường để cùng thực hiện cái màn troll này cho nó xuất sắc nhất nha cả nhà. Trời ơi, cái mặt mới ngu gì cả nhà. Chào cả nhà nha. Đâu rồi. Đó, giờ này thấy em vô một mình là anh biết tới công chuyện ha. Thì bữa nay anh em mình kiếm cái màn troll gì đó, troll thằng tân mốc đi. Để bữa nay tròn nữa ta. Bữa nay là dịp ngày cuối năm rồi, cuối năm 2013 mình phải cho nó. Bữa nay mùng 1 hả? 31. Bữa nay 31 cuối năm rồi. Bữa nay mới 31 hả? Đúng rồi. Nhiều anh tưởng là mùng 1 mẹ rồi. Ủa vậy hả? Trời ơi. Vậy là để mình chơi màn cực khốn là nhân dịp cuối năm hả? Đúng rồi. Phải cho nó biết cái mùi đắng cay rồi thuốc bắc. Nhân dịp cuối năm cái nhà. Tính là cho nó cuối năm nó xả chết chút xíu là tính mình kiếm gì đó. Mình chơi rồi chơi bịt mắt bóc xít. Căng à, mạng nó hơi căng à. Thì xin chào cả nhà nha. Mình mới ngủ dậy hôm thức khuya quá. Đang nấu nước uống cà phê. Giờ đang để coi gia trận xem sao ta. Cả nhà mình hãy đợi chờ chút xíu nha. Thì tới công chuyện. Thì cả nhà thấy nhiều đầy ớt. Cái loại ớt này thì cả nhà biết là nó cay mà thật sự là xịt khó lỗ tai luôn á. Thì trước trường cũng có ăn thử rồi nhưng mà nó coi như là vừa cắn vô một cái là hai lỗ tai nó bùng bụng xịt khói đen bụng như á. Còn cái bây giờ mình sẽ chơi cái trò chơi vậy nè. Mình sẽ tổ chức một cái cuộc thế ăn. Nhưng mà ăn là ăn bánh mì nha mọi người nha. Bánh mì trong đó mình sẽ có bột tạt nè. Rồi có nói chung là có đầy đủ những cái gì kích thích. Nhưng mà uống á là sẽ làm trà đá ớt. Ồ, mọi người đó giờ có thấy ai làm trà đá ớt chưa? Thì bây giờ mình sẽ làm cái trà đá ớt cho giải khát. Đó, để cho em tân mốc khi mà ăn vô á, ăn bánh mì vô xong không có liền trà đá kế bên uống ốc vô cái thử coi. Trời ơi, đặc biệt là Tân nó ăn ca giỏi lắm cả nhà. Tân mốc nó ăn ca không có được. Ủa anh Trường, có khi nào mình trên bàn này nó thở oxy không? Thiệt chứ, nhiều khi mình nghĩ là ăn xong rồi uống cái nữa. Ăn xong rồi uống cái nữa thì mới mệt đó chứ. Thôi bây giờ mình sẽ đi tập ớt này ra. Mình bập chập ra. Để mình đi luộc lên. Mình lấy cái nước ớt đó mình làm trà đá cho nó uống. Thank you.
luôn quý anh chị. Trà cho mọi người. Này trà. Đây, cho nó ra mà. Cho nó khử bớt mùi ớt, đúng không? Sắc luôn á nha. Quá chứ. Hỏi đây miếng trà cho nó ngọt nó ra màu, màu trà luôn. Thế mà mình lượt lại, lượt cho kỹ lại. Anh ơi, sung sướng của bạn. Đây là giống như họ cấp cho hai bạn là món một bạn cà đá. Cấp cho hai bạn cà đá. Mỗi người cà đá nha. Ăn mà phải uống. Hợp lý, hợp lý. Cấp cho hai đội một cà đá. Nó bắt đầu ra trà nè. Và đây nó sẽ giảm bớt mùi ớt nè. Đó, đi dư nước trà không? Đó, không trà ớt. Đó, ra hết cái nước ớt đi. Nấu lên xong cái mình để cho mỗi một bạn một ca. Nhưng mà đặc biệt ca của em Tân Móc là cái ca mà có cái này. Anh nhớ để sau đừng có nhầm với em nhé. Trời ơi. Không quá. Không, có trà vô nó sẽ dịu lại cái mùi ớt này. Mình sẽ đi mua bánh mì cả nhà ơi. Giờ mình sẽ lên chợ mình mua bánh mì. Mình mua 20 ổ hay là 10 ổ thì chắc mình mua là khoảng 12 ổ thôi. Mỗi đứa 6 ổ. Là thử thách là ai ăn hết trước 6 ổ bánh mì có thưởng. Đó, mà 6 ổ bánh mì của em Tân Móc là đặc biệt hơn. Có cấp cho ca trà đá. Trà đá hết. Thôi giờ lên xe đi ơi. Let's go. Đi. Vô đây thôi mà quét cho nó thấy mẹ luôn. Trong đây còn 2 ổ là vừa rồi, hồi còn ca đứt ớt ở nhà nữa. Làm nhiều quá đó ăn không nổi đâu. Quá. Ngồi nữa chị chủ đi quét ra. Sao? Ổn hết chưa? Nhớ đâu rồi? Đây bạn Tân Móc đã tới rồi mọi người ơi. Vỗ tay cái nào. Từ sớm giờ đợi Tân Móc. Xin chào cả nhà. Chuẩn bị cuộc thi ăn bánh mì sắp diễn ra đây mọi người ơi. Vô bánh Tân rồi. Vô bánh nữa rồi. Ngon lành luôn. Giờ để vô chuyên gom lại cái anh em mình sẽ vô góc máy quay. Góc đây là quay bao đẹp luôn. Cả nhà thấy không? Ở đây là nguyên một cánh đồng ruộng bao la thênh thang mênh mông luôn mọi người. Phun cái phèo vuốt lên coi. Thật là quái cái chưởng. Thơm phức luôn. Rồi, các thí sinh chuẩn bị xong hết chưa? Tân Móc thấy bánh mì là Tân Móc chảy nước miếng nhiễu nhão chơi nha mọi người nha. Rồi em Quy sao? Ổn định chưa? Thôi vậy chào dân Tân luôn. Vậy luôn hả? Sao kỳ vậy? Nói chung là sáng giờ Tân nghe mà cái vụ mà ăn uống là giải thưởng là ta không ăn sáng. Giờ 11 giờ rồi. Ok. Nói chung là bụng cũng đói còn cào rồi đó cả nhà. Thì là cuộc chơi ngày hôm nay là trong đây là mỗi một em như vậy là 6 ổ bánh mì ha. Thì ai ăn hết trước trong vòng hay cho nó 6 ổ mì hả? 6 ổ mì thì nhanh mà ta. Thì bây giờ tính thời gian đi ha. Thì nếu mà 6 ổ mì này 20 phút đi. Tính thời gian là tự do. Tính thời gian chứ, ăn phải dùng lực để ăn chứ. Thì 20 phút đi. Hết rồi.
26 ổ mì này tầm khoảng 15 phút hay 20 phút. 20 phút đi. 20 phút ha. Khó nuốt lắm. Vậy ha, có nước. Bây giờ có nước. Đây có nước, có chuẩn bị sẵn ca nước luôn. Nhưng mà có dao là lúc nào mới được uống không? Là ai biết muốn ăn uống chừng nào uống à. Đó. Thì trong vòng 20 phút này thì nếu mà hai bạn chơi ăn hết mỗi ai ăn hết trước thì sẽ có một phần thưởng, đó là một chút nữa đây rồi hả biết. Phần thưởng đưa ra phần tiền. Phần thưởng nói đi. Trời ơi cho anh em ta hăng hái lên. Rồi. Vỗ tay, vỗ tay. Phần thưởng bây giờ. Vỗ tay. Chút nữa là về nhà là sẽ cấp cho anh em 20 ký ớt. 20 ký ớt hả? Ừ. Cầm tân đâu ăn ớt nữa. Phải có giá cũng đỡ, cấp 20 ký ớt đem đi bán nữa nha. Ừ, ớt này có giá bộ dở ngoài 20 ký đâu, không biết được nhiêu, 5 xị rồi đó. Ồ, ừ. Vậy sao? Ừ. Ghé chợ Bình Phú bán luôn. Ừ. Thì bán được đâu. Rồi, giờ nói chứ thì tỷ lệ cuộc chơi ngày hôm nay thì ai ăn hết thì chút nữa sẽ có thưởng. Ở cuối video sẽ có thưởng nha. Bây giờ cái thưởng này, cái thưởng bí mật. Đó, thì bây giờ chuẩn bị bấm giờ là anh em ăn sao mà ăn nha. Mà trong cái ổ mì này có ớt hay có cái gì đó thì nhầm khi có thưởng ở trong ổ mì nữa. Hiểu chưa? Không có nhà Tân thông cảm cho Tân đi. Tân ăn là Tân phải lấy ớt ra mới được. Tân ăn không có ớt ăn không có được. Gì kỳ vậy? Ừ. Vậy người ta mới đưa ra giải thưởng. Có không, dạch ra một ổ cho nó coi luôn nè. Có ổ có 2 3 lát ớt à. Trời ơi. Ớt sừng mà 2 3 lát. Vậy thôi chứ đòi gì nữa. Chắc đang si luôn quá. Đây nhà có 2 3 lát à. Vậy người ta mới có giải thưởng hấp dẫn chứ. Rồi, bây giờ triển khai chưa? Là ăn hết luôn không? Ừ. Bỏ gì hết luôn không? Ăn sao ổi mì ai có thể có quyền đầu hàng nha. Bỏ giấy ổi phun ra nha. Ừ. Đó, giật tay nhẹ. Có quyền đầu hàng. Thấy gì đâu biết rồi, ổ này ổ nấy thôi. Vì bữa nay là vì giải thưởng mà Tân là bào ớt luôn hả? Chơi luôn. Chơi luôn sao? Giải thưởng theo cái tem này giết ăn ớt cũng dữ lắm mà. Giải thưởng nghe nó cao lắm, tại dấu. Thì đắn đo gì nữa, chơi đi. Rồi, vậy 1, 2, 3, action. 20 phút à? 20 phút, bớt chú cha bạn Quy ăn ngấu nghiến đã nha. Bạn Quy mà làm ăn được cái gì? Trời ơi, coi Tân nè, một phát nữa ổ nè. Ok. Vuốt cái miếng cổng. Thấy vậy chứ to lắm rồi cả nhà. Nó khô. Khô thì nó có nước. Có cấp cho mọi người một ca nước luôn. Cái này mà nói chung mà cái gì cũng phải từ từ. Cái này mà mình nâng quá mình nuốt vô nó dướng vô chính giữa thì đang cái view đẹp lắm cả nhà. Bây giờ mình cũng đang cấp lậu không kia ta, cây số không? Cái cây tầm đó gì? Gì à? Cổng ra tới ngoài cũng xong rồi. Trời thật sự nó khó uống, khó ăn ghê luôn á nha. Có quyền đầu hàng nha. Ngon. Bánh mì muối đậu ngon quá. Chào Bình Phú á. Bình Phú hả? Ừ. Bữa nào anh em mình chắc ra review cái chỗ này luôn quá. Ngon không? Ừ. Ok. Vui ăn á. Trời bánh mì ta lò à. Ta nói chấp gì vậy trời? Ừ? Chấp gì hả? Cái đợi thưởng ăn cầm nữa hả? Sao ổ 20 phút? Dạ. Tân nó ăn như cái hạm đội vậy đó dạ. Ừ. Tân bào mà, Tân móc mà. Ờ mà có một phạt đó cả. Ấm mà. Thầy ơi. Cái này bằng thường. Ừ, không ăn ớt, đừng chơi một tả không nổi. Rồi, ớt quá trời. Trời ơi. Sao? Bự xanh như bồ tạc đâu. Nói ngoài có ghét hầm thấy mắt nó gà không? Quá trời luôn, nay Tân bị tròn bị tập gì cả nhà. Giật
gì cũng có à. Cái này chắc mình nghi, chắc anh Trường không nghĩ ra, chắc anh nghi anh Quy với nó nè. Anh Quy biết mình ăn cay không được, anh Quy ghét mình nữa. Nhâu ba, đừng có ngất nè. Hả, đang ăn trong biết hả? Đâu, đâu, đưa, đưa, đưa cái cúc bồ tài cho con coi. Ở nhà ơi, trời ơi, khổ khúc nữa cả nhà ơi. Sao mà xui dữ vậy, không biết nữa. Thanh lẹ luôn. Nước mắt nước mũi vậy chảy ra luôn rồi. Hả? Rồi, em thua rồi. Sao ổi pha hết ta? Ồ, tao ăn mạnh chứ. Tao ăn mạnh chứ bộ. Nó no. No, no. No. Trời đó vậy mới ăn bù tạc. Mày giữ vậy á, rồi đó chấm thử một cái hả? Nó lại đi review tiệm đó. Sao bóc ngay ở đầu dính ta? Nói này chắc anh Quy sắp tiếp quá nha. Nãy anh Quy sắp bánh mì nè. Mới vô cái lọt luôn, nó điện cho nó. Điều tiên. Thằng bóng. Hay vậy á, vậy không nha. Dễ thưởng lắm á. Trời, trời ạ. Thôi thì hết bộ tạc đó. Nước từ áo mua sữa tươi uống rồi quá trời rồi. Lỡ mũi sớm để ăn ngạt mà lỡ thông luôn, thẻ luôn à. Giật cái đó lại. Thở được hai lỡ mũi luôn à. Nó giật lúc rồi. Lời muốn tới não luôn. Rồi mới nước coi. Có gì chưa thua nha. Hai hàng lại rơi. Sao uống nước đá cho nó cay dữ vậy trời. Tàn bồ tạc uống nước đá cho nó cay vậy. Không được nha, hai đây. Hai em chuẩn bị đi thế đây nha. Để có gì là cổng ra liền nha ông nội. Vô gì nữa. Dùng nó xuống ao luôn. Cô gà. Cô gà có mặt không? Đừng ơi, uống 10 chai bia nữa. Trời quá. Gì á? Ổn không, ổn không? Nhưng mà ổn không? Ổn ổn, bỏ cuộc chơi. Trời ổn không vậy? Thấy mặt căng quá mọi người ơi. Ai dữ vậy? Thấy mặt mày, thấy mặt căng quá nè. Gì á? Có thuốc kêu tao ớt thêm nữa vậy? Không hả, tự bỏ ra nè. Ôi, hai miếng ớt mà lấy ngay cái đồ bánh mì luôn đó nha. Dạ tôi có bù tạc không gì ông nội. Ủa thiệt có bù tạc không phải ăn đó nha. Đang nhớ trời. Đi chắc hai ổ này chắc có bù tạc nữa quá. Ừ nó cái mỏ rảnh luôn rồi. Tự cái mỏ vậy. Bữa nay chắc thi mỏ với anh Lê Dương Bảo Lâm mới được. Thật là quảng cà trưởng. Quên quy chắc rồi.
ớt, nước con ớt nó gì vậy? Sao uống vô cay dữ vậy? Thùng nó lại lên cay á. Có nào ớt dầm ớt sừng không? Ê, nước dầm ớt nước sừng không? Ông minh lắm. Đúng là con trai của ta. Ừ, đâu ăn cay không được mà vô ngay giường ớt nữa. Tan nát luôn. Trời ơi. Chơi gì thua gì vậy? Tàn nhẫn với lần không? Ây dồi, cái con ta đi lên ông nội thôi, ta chết rồi. Ta hết trời tước còn ta ra lấy cây ta nhỏ anh đầu vậy. Lẹ 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 lẹ. Dựng dựng luôn cho ta. Rồi. Dựng lúa lên, dựng lúa lên, dựng lúa lên. Quậy rồi. Thế nào, ta cũng phải cho một vố này. Vậy đây còn gì nữa. Trời ơi, mẹ 2 tỷ. 2 tỷ. 2 tỷ cũng lạ luôn à. Ôm nó cái. Vậy là bữa nay anh em mình trôn không được thành công mấy rồi. Vậy là quá thành công rồi. Bởi vì hồi nãy anh nặng hết nguyên chai đó luôn. Thôi hết nguyên chai chết nó luôn á. Chạy, chạy nước mắt đi tao hiểu. Anh hết nguyên chai là chết nó vậy là tạch tạch luôn á. Sao có cần kêu xe không Tân? Kêu xe. À, để anh thú tội với em nha. Để anh thú tội với em trong cái cuộc chiến này. Để anh thú tội với em. Cái gì? À, những cái trò chơi này là do Quy bài đầu ra cho anh. Em nói gầu gì mà em nói chỉ có anh Quy anh biết em ăn cay không được thôi. À, ớt à, ớt này như trong cái ca nước đó có ký ớt à nấu thành nước. Trời ơi thứ nào chịu nổi. Nó ăn ăn chiến thắng này cũng có ngon lành gì đâu. Vậy đây nè. Quá tệ tàn nhẫn chứ đang rồi. Thôi giờ mình gửi lời chào bye bye tạm biệt khán giả đi. Rồi phục thù đây thù đây xong phục không? Có cần phục thù không? Phải phục thù chứ cả nhà. Ừ phải phục thù chứ. Phục thù thôi. Rồi ok. Xin chào anh, chào mọi người đó mọi người.